Kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Chương trình hôm nay thứ sáu ngày 16 tháng 8 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ Trần Duy Hùng, nguyên Phó trưởng Công an phường Thủy Vân, thành phố Huế. Ngày hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn huyện A Lưới. Điểm sàn cao, số lượng nguyện vọng sẽ tuyển tăng mạnh là những yếu tố dự báo điểm chuẩn sắp công bố của ngành sư phạm tăng cao. Sáng nay, Công an tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Trần Duy Hùng, nguyên Phó trưởng Công an phường Thủy Vân, thành phố Huế, hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn. Ngày 12 tháng 1 năm 2024, đồng chí Trần Duy Hùng, lúc đó là Phó trưởng Công an phường Thủy Vân, đã hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm tại khu vực tổ dân phố Xuân Hòa, phường Thủy Vân, thành phố Huế. Đồng chí hy sinh khi tuổi đời, tuổi ngành còn rất trẻ, để lại mẹ già thường xuyên đau ốm, vợ trẻ và con thơ đang tuổi lớn cần có người cha dạy dỗ, chăm sóc, định hướng để trở thành một người công dân tốt. Sau khi đồng chí Trần Duy Hùng hy sinh, lãnh đạo tỉnh cùng ban giám đốc Công an tỉnh đã kịp thời quan tâm, chỉ đạo quyết liệt các đơn vị liên quan, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, hỗ trợ chia sẻ sự khó khăn, đau thương mất mát của gia đình, đồng thời lập hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ công nhận liệt sĩ, truy tặng bằng Tổ quốc ghi công đối với sự hy sinh của đồng chí. Ngày 26 tháng 7 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 716 QĐ-TTG về việc cấp bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Trần Duy Hùng. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình và Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã trao quyết định và bằng Tổ quốc ghi công cho đại diện gia đình liệt sĩ Trần Duy Hùng. Các đại biểu cùng đã dâng hương, dâng hoa và dành phục mặc niệm tưởng nhớ đến sự hy sinh của đồng chí Trần Duy Hùng. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình chia sẻ sự mất mát đau thương không gì bù đắp được với thân nhân gia đình liệt sĩ Trần Duy Hùng, đồng thời khẳng định chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nguyện tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đồng lòng khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Thừa Thiên Huế ngày càng giàu mạnh, văn minh. Sáng nay tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tỉnh ủy làm việc với Ban Liên lạc Truyền thống hữu nghị Việt Nam-Lào về công tác đối ngoại nhân dân biên giới Việt Nam-Lào, địa bàn tỉnh Quảng Trị. Chủ trì buổi làm việc có Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Khánh Hùng, Trung tướng Nguyễn Tiến Long, Phó Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt-Lào. Báo cáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, những năm qua, công tác đối ngoại nhân dân biên giới Việt Nam-Lào trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế luôn được Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, qua đó nâng cao nhận thức về đối ngoại nhân dân ở các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Bám sát tình hình thực tiễn giữa biên giới giáp ranh với các tỉnh nước bạn Lào, các hoạt động kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác trao đổi, nắm thông tin được triển khai đồng bộ, ngày càng đi vào chiều sâu và đạt nhiều kết quả tích cực trong các lĩnh vực về chính trị, kinh tế xã hội. Nổi bật đã tổ chức thành công các hoạt động trong năm, năm đoàn kết Việt Nam-Lào 2022. Trọng tâm là đã tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào và 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào, triển lãm nghĩa tình sâu nặng Việt-Lào. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận đề ra phương hướng giải pháp thực hiện công tác đối ngoại nhân dân trong thời gian tới, với chủ trương biện pháp cụ thể nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân, nâng cao vai trò liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, giúp Ban Liên lạc Truyền thống hữu nghị Việt Nam-Lào tiếp tục nghiên cứu, đánh giá, triển khai các phương pháp, biện pháp, thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân Việt Nam-Lào trong tình hình mới. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin trên không gian mạng tỉnh Thừa Thiên Huế. Đối tượng được tham gia dự thi bao gồm tất cả người dân trên địa bàn tỉnh có tài khoản Huế S, tài khoản VNEID. Cuộc thi xoay quanh các nội dung, nhận diện các phương thức thủ đoạn và kỹ năng phòng tránh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, kỹ năng phòng tránh các nguy cơ rủi ro bị đánh cắp thông tin trên không gian mạng. Các nội dung thi được hướng dẫn tìm hiểu thông qua tài liệu tuyên truyền hướng dẫn đảm bảo an toàn thông tin do Sở Thông tin và Truyền thông, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành.
Thí sinh tham gia dự thi qua ứng dụng Huế S và trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm, một câu hỏi dự đoán số người dự đoán đúng tất cả các câu hỏi. Cuộc thi có 54 giải thưởng cá nhân, bao gồm một giải nhất trị giá 20 triệu đồng, một giải nhì trị giá 10 triệu đồng, hai giải ba mỗi giải trị giá 5 triệu đồng, 50 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 1 triệu đồng. Giải thưởng dành cho cả cá nhân trả lời đúng và sớm nhất 20 câu trắc nghiệm và dự đoán đúng nhất số người trả lời đúng. Cuộc thi sẽ diễn ra đến hết ngày 1 tháng 9 năm 2024. Cuộc thi nhằm giúp toàn thể người dân trên địa bàn tỉnh nâng cao nhận thức, kiến thức cơ bản về an toàn thông tin mạng, biết được cách nhận diện, phòng tránh các hình thức lừa đảo, nâng cao hiểu biết, trang bị các kỹ năng số cơ bản, khai thác và sử dụng an toàn các dịch vụ trên nền tảng Huế S và các nền tảng số khác để chủ động phòng chống các thông tin xấu, độc, sai sự thật, các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến, đảm bảo an toàn thông tin cho người dân trong thời kỳ chuyển đổi số, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Sáng nay, Ban chỉ đạo diễn tập phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn tỉnh do đồng chí Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra chỉ đạo công tác chuẩn bị diễn tập phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn năm 2024 tại huyện Phú Vang. Theo kế hoạch, phương án diễn tập phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn huyện Phú Vang năm 2024 bao gồm các nội dung vận hành phương án tuyên truyền vận động quần chúng sơ tán khi có bão, triển khai thực binh phương án tìm kiếm cứu hộ trên sông và phương án ứng cứu sập đổ công trình. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận đánh giá cao công tác chuẩn bị của huyện Phú Vang trong việc triển khai cả kế hoạch nội dung diễn tập. Để công tác diễn tập phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Phú Vang diễn ra theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, sát thực tế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh yêu cầu huyện Phú Vang cần tập trung quán triệt sâu rộng đến các cấp các ngành, đoàn thể và nhân dân hiểu rõ mục đích, yêu cầu, tầm quan trọng của cuộc diễn tập. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện diễn tập để thông qua cơ quan thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh. Làm tổ công tác chuẩn bị về mọi mặt, nhất là về con người, phương tiện, vật chất, đảm bảo đủ điều kiện tham gia diễn tập, xác định vị trí diễn tập cơ chế, diễn tập thực binh, tổ chức huấn luyện, luyện tập sát với tình hình thực tế địa phương, đảm bảo đạt kết quả tốt nhất, góp phần hoàn thành mục đích yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối mọi mặt. Theo kế hoạch, chương trình diễn tập phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn năm 2024 tại huyện Phú Vang sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 8 năm 2024 tại tổ dân phố Viễn Trình, thị trấn Phú Đa. Sáng nay, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề diễn trình lịch sử về thiên tai tại Thừa Thiên Huế. Hội thảo cung cấp nhiều cử liệu về quy luật biến động của thời tiết qua các giai đoạn lịch sử. Tập kỷ yếu diễn trình lịch sử về thiên tai tại Thừa Thiên Huế gồm 12 tham luận, chia làm hai nội dung là diễn trình thiên tai tại Thừa Thiên Huế và các giải pháp phòng chống thiên tai. Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe trình bày 3 tham luận, trọng tâm là các biện pháp phòng chống thiên tai của các chính quyền trong lịch sử, các quyết định cứu trợ phòng chống lũ lụt qua một số hương ước của các làng trong tỉnh Thừa Thiên Huế, kinh nghiệm lịch sử về cứu nạn cứu trợ phòng chống thiên tai. Sau phần trình bày tham luận, các đại biểu đã tập trung thảo luận để tìm hướng nghiên cứu hoàn chỉnh hơn về diễn trình lịch sử thiên tai ở Thừa Thiên Huế nhằm tìm hiểu quy luật biến động của thời tiết qua các giai đoạn, đồng thời hiểu rõ thêm những biện pháp phòng chống cứu nạn cứu trợ, khắc phục hậu quả lũ lụt của các tổ chức xã hội, cộng đồng qua từng thời kỳ lịch sử, từ đó rút ra những kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp và kiến nghị thiết thực nhằm hạn chế thấp nhất những hậu quả của thiên tai gây ra ở địa phương. Sáng nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện A Lưới tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp cho học sinh, người lao động trên địa bàn huyện. Ngày hội đã thu hút 18 cơ sở giáo dục nhà nước, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và các em học sinh, người lao động thuộc địa bàn huyện A Lưới tham gia. Được biết, ngày hội lần này có hơn 18 trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp tham gia trực tiếp tuyển sinh, tuyển dụng nhân lực học nghề và làm việc. Có trên 5.000 chỉ tiêu tuyển sinh, tuyển dụng lao động trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, công nhân kỹ thuật và nhiều vị trí lao động hấp dẫn trên các lĩnh vực ngành nghề như công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, dịch vụ, đặc biệt là công nghệ thông tin để đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho các em học sinh, người lao động huyện A Lưới trong năm 2024. Em đến đây với một tinh thần phấn khởi và muốn được tìm hiểu các ngành nghề mà anh chị được tuyên truyền đến, và em có một tâm đắc và em để ý tới làm trường cao đẳng du lịch Huế. Hiện tại tôi đang học ở bên công ty IBM,
cuộc phát triển về xuất khẩu lao động nước ngoài. Trong quá trình học thì tôi đã học 2 tháng, nhưng tôi thấy công ty APM là một công ty rất có tiềm năng. Môi trường học ở đó cực kỳ tốt, mọi cơ sở vật chất đều đầy đủ, nên mong mọi người là tìm hiểu về công ty nhiều hơn. Như chúng ta biết rồi, tất cả các cái cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đều tham gia vào cái ngày hội này. Ngoài ra thì có rất nhiều doanh nghiệp, trong đó có cả các cái doanh nghiệp đưa lao động ra nước ngoài làm việc tại các thị trường châu Á và châu Âu, sẵn sàng có các cái gói hỗ trợ, các cái chính sách rất là ưu đãi cho người lao động tham gia vào cái thị trường đưa lao động ra nước ngoài làm việc. Đây là cũng là dịp để là thông qua đó chúng ta phát triển các cái kỹ năng nghề, rồi là nâng cao chất lượng của lao động, rồi là làm cho các em có cái sự hứng thú trong việc là học tập để mà định hướng tương lai cho mình. Các hoạt động tại ngày hội tại huyện A Lưới năm nay là lồng ghép các tiết mục văn nghệ chào mừng gắn với giới thiệu của các trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp trực tiếp tư vấn, tuyên truyền, giải đáp các chính sách về giáo dục nghề nghiệp cho các em học sinh, người lao động, hướng đến mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 thu hút 50-55% học sinh trung học vào hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Đào tạo lại, đào tạo thường xuyên cho khoảng 50% lực lượng lao động, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề có bằng cấp chứng chỉ. Thông qua ngày hội còn là dịp tư vấn cho học sinh, người lao động lựa chọn cả ngành nghề phù hợp với năng lực sở trường và nguyện vọng của bản thân, gia đình, đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động hiện nay, tạo cơ hội cho học sinh và người lao động trên địa bàn huyện A Lưới được tư vấn tìm hiểu học nghề. Thông qua ngày hội nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của các bậc phụ huynh, các em học sinh, người lao động và toàn xã hội về định hướng nghề nghiệp, từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong công tác giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh phổ thông vào học các trình độ giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025. Góp phần phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững của huyện A Lưới nói riêng và tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung trong thời gian tới. Theo kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành, học sinh cả cấp sẽ tự trường vào ngày 26 tháng 8. Riêng các lớp đầu cấp sẽ tự trường vào ngày 20 tháng 8, ngày 5 tháng 9 đồng loạt khai giảng năm học mới. Theo đó, kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 phải đảm bảo đủ 35 tuần thực học, học kỳ 1 có 18 tuần, học kỳ 2 có 17 tuần. Sẽ công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và sẽ công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 31 tháng 5 năm 2025. Hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2024-2025 trước ngày 31 tháng 7 năm 2025. Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 dự kiến diễn ra trong ngày 26 và 27 tháng 6 năm 2025. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao trách nhiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài trong năm học trong trường hợp đặc biệt, quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù, đảm bảo thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học. Để chuẩn bị bước vào năm học mới 2024-2025, hiện các trường học trong tỉnh đang khẩn trương triển khai xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm các trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học. Tính đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho năm học mới của các trường đã cơ bản hoàn tất. Trong mùa tuyển sinh đại học năm 2024, khối ngành sư phạm đào tạo giáo viên thu hút sự quan tâm của xã hội khi có những kết quả xét tuyển ban đầu khả quan. Điểm sàn cao, số lượng nguyện vọng xét tuyển tăng mạnh là những yếu tố dự báo điểm chuẩn sắp công bố của ngành sư phạm tăng cao, ghi nhận của phóng viên thời sự. Theo công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 4 lĩnh vực thu hút thí sinh nhất năm nay gồm kinh doanh và quản lý, kỹ thuật và công nghệ, máy tính, sư phạm. Đặc biệt, nhóm ngành đào tạo giáo viên có số nguyện vọng tăng 85% so với năm ngoái, tương đương 200.000 nguyện vọng. Trong đó, chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Đại học Sư phạm Đại học Huế năm nay là 1.544 chỉ tiêu, tăng gần 400 chỉ tiêu so với năm 2023. Tỷ lệ thí sinh đăng ký nguyện vọng vào các ngành của Trường Đại học Sư phạm Huế năm nay rất cao, với hơn 21.000 nguyện vọng. Trong đó, nguyện vọng 1 có 3.170 thí sinh đăng ký. Các ngành có số thí sinh đăng ký chiếm tỷ lệ rất cao như giáo dục tiểu học, sư phạm toán học, sư phạm ngữ văn. Năm 2024 này, thì cái điểm chuẩn đầu vào của các ngành đào tạo giáo viên trong cả nước thì có cái xu hướng tăng so với mọi năm. Điều này thứ nhất là cái kết quả của phổ điểm thi trung học phổ thông năm nay cao hơn so với mọi năm. Đấy, thứ hai là cái chỉ tiêu
vào các ngành của trường đào tạo giáo viên, trong đó có trường Đại học Sư phạm Huế thì có tăng hơn so với năm ngoái. Và với cái số lượng đào tạo giáo viên như vậy thì chắc chắn rằng là nó sẽ tác động rất lớn đến cái chất lượng đào tạo của nhà trường. Điểm chuẩn nhiều năm ở mức cao, cộng thêm số nguyện vọng đăng ký xét tuyển nhóm ngành sư phạm năm nay cũng tăng cao. Không khó để dự đoán xu hướng điểm chuẩn ngành này năm nay khả năng cũng sẽ tăng. Theo lý giải của lãnh đạo trường Đại học Sư phạm Đại học Huế, sự quan tâm của các thí sinh đối với ngành sư phạm một phần quan trọng nhờ chính sách hỗ trợ học phí, sinh hoạt phí theo Nghị định 116 nên số lượng nguyện vọng tăng vọt. Cùng với đó là chính sách tiền lương mới cùng tình trạng thiếu giáo viên cho chương trình giáo dục phổ thông 2018 cũng là một trong những nguyên nhân khiến ngành sư phạm có sức hút như hiện nay. Hiện nay, 100% sinh viên tại trường Đại học Sư phạm đăng ký hỗ trợ chính sách Nghị định 116 đều được hưởng chính sách này. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện nghị định này vẫn còn những khó khăn nhất định. Đây cũng là điểm thắt nút mà ngành giáo dục và đào tạo Thừa Thiên Huế cũng như trường Đại học Sư phạm đang rất nỗ lực để tháo gỡ. Nhu cầu để mà đặt hàng 116 đối với Thừa Thiên Huế hiện nay thì chúng tôi vẫn rất là dè chừng trong cái việc đặt hàng này, bởi vì nó xuất phát từ hai cái vấn đề. Thứ nhất là cái nguồn hiện nay, nguồn chưa tuyển của sinh viên của Đại học Sư phạm Huế trên địa bàn của tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đang còn nhiều. Theo cái 116 thì phải đặt hàng, nghĩa là phải bố trí sinh viên sau khi tốt nghiệp, nhưng mà hiện nay chúng ta vẫn thực hiện cái thi tuyển. Thế như vậy đây vẫn là chưa có cái sự điều chỉnh phù hợp, chính vì thế mà chúng ta vẫn chưa áp dụng được. Khi mà thực hiện cái nghị định 116 thì cũng có rất nhiều cái băn khoăn của các bạn sinh viên, liệu là ra trường có được đáp ứng được cái nguyện vọng là giảng dạy ở trong cơ sở giáo dục hoặc là phục vụ trong cơ sở giáo dục hay không. Đấy, thì điều này cũng được lý giải là thực tế hiện nay cái số lượng giáo viên thiếu trong cả nước rất lớn. Đấy, và các em cũng yên tâm là khi mà đã được hỗ trợ của nhà nước thì cái đầu ra của ngành sư phạm sẽ rất là thuận lợi. Sư phạm là khối ngành duy nhất mà Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt chỉ tiêu, trong khi với các ngành khác, các trường đại học được tự xác định. Thực tế cho thấy số chỉ tiêu mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra dựa trên đặt hàng của địa phương, do đó thường thấp hơn so với năng lực đào tạo và mong mỏi của các trường. Từ thực tế là nhóm ngành đào tạo giáo viên đã trở nên hấp dẫn hơn, cũng sẽ là cơ hội để các trường sư phạm thoát khỏi cảnh khó khăn trong tuyển sinh như những năm qua, có thêm nguồn lực để xây dựng và phát triển tốt hơn. Đến nay, toàn huyện Phú Vang đã có 50 trên 56 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 89,28%, 100% xã thị trấn đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, 100% xã thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Thông tin được đưa ra tại hội nghị tổng kết năm học 2023-2024 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới 2024-2025. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2024-2025, ngành giáo dục huyện Phú Vang thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, trong đó triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với các lớp, đặc biệt là với các lớp 5, lớp 9, tăng cường đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá tích cực theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục, tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua trong toàn ngành. Dịp này có 2 tập thể, 4 cá nhân được nhận bằng khen của Bộ Giáo dục Đào tạo, 3 tập thể được nhận cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh và 4 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khảo nghiệm giống lúa mới, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ đánh giá đề tài khai thác và phát triển nguồn gen cam Nam Đông và bưởi đỏ Hương Hồ là những thông tin đáng chú ý về sản xuất nông nghiệp trong cụm tin tiếp theo. Qua khảo nghiệm diện hẹp các giống lúa mới vụ hè thu năm 2024, các giống lúa nhóm ngắn ngày năng suất có thời gian sinh trưởng dự kiến dao động từ 95 đến 103 ngày, năng suất đạt từ 58 đến 68 tạ một hecta. Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục bố trí khảo nghiệm diện hẹp trong vụ đông xuân 2024-2025 với 5 giống lúa thuộc nhóm ngắn ngày năng suất gồm P464, HG414, HG422, HG439. HG470. 4 giống lúa nhóm ngắn ngày chất lượng gồm HG382, HG437, HG479. Đồng thời tiếp tục khảo nghiệm diện rộng các giống lúa HG411, HG420, HG424 trên nền chân đất ở các địa phương khác nhau trong vụ đông xuân 2024-2025 để có đánh giá chính xác hơn. Vụ hè thu năm 2024, toàn huyện Quảng Điền đưa vào gieo sạ 3.954 hectare.
Qua thăm đồng cho thấy năng suất lúa bình quân năm nay toàn huyện đạt 62,2 tạ một hecta. Để đảm bảo khung lịch mùa vụ của Ủy ban nhân dân huyện, hiện các địa phương đang tập trung thu hoạch các diện tích lúa với phương châm lúa chín đến đâu thu hoạch đến đó. Dự kiến đến hết ngày 5 tháng 9, toàn huyện Quảng Điền sẽ thu hoạch xong toàn bộ diện tích hè thu. Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ phối hợp với huyện Nam Đông tổ chức hội nghị đầu bờ đề tài nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen cam Nam Đông và bưởi đỏ Hương Hồ tại Thừa Thiên Huế. Đề tài triển khai tuyển chọn được 10 cây đầu dòng nguồn gen được công nhận, xây dựng được vườn giống gốc nhà lưới đạt tiêu chuẩn, lưu trữ mỗi nguồn gen 10 cây S0 và 10 cây S1, xây dựng và hoàn thiện được cả quy trình sản xuất cây giống, quy trình canh tác, thu hoạch, bảo quản cho mỗi nguồn gen. Với năng suất cây đầu dòng cao hơn giống đại trà 10%, chất lượng đáp ứng đầy đủ các đặc trưng của giống đạt yêu cầu hàng hóa. Việc triển khai thực hiện thành công đề tài sẽ góp phần khai thác và phát triển được nhiều gen cam Nam Đông và bưởi đỏ Hương Hồ có năng suất chất lượng tốt và đạt hiệu quả kinh tế cao. Duy trì khai thác và phát triển nguồn gen cây trồng bản địa một cách hiệu quả bền vững, phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế. Chiều qua ngày 15 tháng 8, tại sân bóng đá Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Huế đã diễn ra lễ bế mạc và trao giải bóng đá thanh niên thành phố Huế năm 2024 sau khi trận chung kết kết thúc giữa hai đội bóng xã Phú Dương và phường Phú Thượng. Diễn ra từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 15 tháng 8 năm 2024 tại sân vận động Tự Do và sân bóng đá Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Huế. Giải có sự tham gia của hơn 350 vận động viên của 16 đội bóng đến từ 16 phường xã trên địa bàn thành phố. Các đội bóng chia làm 4 bảng đã vòng tròn một lượt để chọn 4 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng vào thi đấu vòng tứ kết, bán kết và chung kết. Xuất sắc vượt qua các đội bóng khác để có mặt tại trận chung kết, hai đội bóng xã Phú Dương và xã Phú Thượng đã cống hiến cho khán giả một trận đấu đôi công hấp dẫn. Tuy nhiên không đội nào ghi được bàn thắng. Hòa sau hai hiệp, hai đội tiến hành đá luân lưu để xác định đội vô địch. Tại đây, đội bóng xã Phú Dương đã đánh bại đối thủ để lên ngôi vô địch giải bóng đá thanh niên thành phố Huế năm 2024. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.